Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft nhưng mình có thể uống sữa tất cả mọi thứ, từ gấp lóc bình thường ở trên mặt đất cho đến bedrock, hay thậm chí là mặt trăng hay mặt trời. Hãy cùng xem đến cuối video để biết được mình, Huy Núp, Hachi, Jack VN, ai sẽ là người chiến thắng và những cái hiệu ứng của cái mặt trăng và mặt trời là gì. Các bạn hãy cùng xem đến cuối video để biết nha. Còn bây giờ chúc các bạn xem video vui vẻ. 3, 2, 1, let's go, let's go, let's go. Ở khoa chúng ta có 20 phút. Wow, được thành tựu lẹ thế nha. Có gì đây? Wood meal. Cái này có dụng gì vậy? Tăng máu, tăng máu. Nói cho mấy đứa biết là có khoáng sản của cái xô luôn á, nên là mấy đứa không cần phải chế tạo cái xô mới đâu. Cái này cái gì đây? Bye bye với nhau. Ok, chúng ta có thể làm được cái gì nữa nào? Biết mi có gì đây? Có gì vậy ta? Saturate. Ai đây á? Bye bye Haji, chúng ta phải bắt đầu những cái dụng cụ bằng đá rồi. Đá rồi. Boop. Wood đây. Đây đập đá. Ok. Không, chúng ta có cái này đúng không mọi người? Jack VN đang có đào đá kìa. Rèo cướp sáng. Ok, đúng rồi. Các bạn ơi, bình luận cho các bạn thích cái thanh hớp to như thế này hay là cái thanh nhỏ như bình thường, các bạn hãy bình luận phía dưới cho mình biết. Còn bây giờ thì chúng ta chuẩn bị kiếm một khoáng sản thôi. Tại vì em non. Chúng ta phải cần tìm cái khoáng sản mà chúng ta đang phải cần. Chúng ta có cái khoáng sản, nó là cái khoáng sản hình giống như xô nước luôn mọi người ạ. Thì khi các bạn sử dụng cái khoáng sản đó thì các bạn có thể đào được. Chơi đi. Oh no. Hachi. No. Mà khoan, tại sao Hachi nó có cái hiệu ứng phát sáng lên vậy ta? Hachi ơi, tại sao có cái hiệu ứng phát sáng hồi nãy vậy? Chị, có thể chỉ không? Đương nhiên là không rồi. Anh nhất cũng chỉ em cái gì đó vậy chứ. Bye bye. Con gà này giúp chúng ta có thể lấy được sữa gà nữa. Ok, chúng ta có thể uống sữa gà nào. Nhâm. Rồi cái gì vậy? Rơi chậm 5 phút. Bây giờ mình cần tìm một cái hang. Chỗ này sâu đấy. Ok, ở đây có đồ. Bấm đi xe tần lại. Ok, anh có khoáng sản này này. Sao nó gì? Có sữa skeleton này. Boom. Nó có tác dụng gì vậy? Hả? Chúng ta thể uống đá vô coi nào. Ok, ok, chúng ta có cái hiệu ABC gì đấy. Boom, không máu được à? Thế thôi. Xin lỗi, không có cô ấy. Ok, bây giờ mình cần phải tìm sữa heo mọi người ơi. Hello. Đuổi à? Ok, thế thì đi thôi. Đây rồi. Boom. Lấy vài cái là được. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng cái này. Sau đó đi lên trên trời thì sao ta? Tụi này sẽ không biết có một cái công thức bí mật ở trong đây mọi người ạ. Quá tải. Khoan, nếu chúng ta có thể hút không khí thì sao nhỉ? Được luôn à. Chúng ta có gì đây? Mình có thể bay. Yeah, cho xin hai cái. Hello. Mày lên đây cho ta ơi. Bye bye Huy ơi. You die. Ok, lấy thêm cái này nữa. Ok, với cái khả năng bay này mình có thể làm được rất là nhiều thứ đấy. Và bây giờ mình cần phải tìm kim cương. Chúng ta cần tìm kim cương để có thể có được cái món vũ khí bí mật. Ok, các bạn có thể uống cái gì nữa không ta? Ôi khoan, nếu vàng không uống được thì có khả năng nào là block vàng uống được không? Khoan nha, mình nghĩ là sắt không uống được nhưng mà block sắt có thể uống được. Chúng ta cần phải có 9 cục sắt. Đây rồi. Sau đó mình sẽ cần làm được một cái lò nung. Púp, nung lên. Chúng ta hãy đào thêm ít sắt nữa để có thể làm được một cái cục sắt luôn. Là đẹp. Thêm 8 cái nữa. Không biết là ba đứa kia đang làm gì phía trên. Kim hàng, anh em mình đi, kè kè anh bảo cái. Ok, chúng ta có thể làm thêm một cái lò nung nữa không? Nung lên. Đây nhiều vàng thế. No. Mình cần nung khoảng 2 cục sắt nữa là xong. Đây, đủ rồi đây. Và boom, làm được không ta? Pip. Oh no, skeleton. Ok, uống vô nào. Boom, reset tầng 5. Reset tầng 5 rất là châu bò. Mình có thể bất tử ấy. Khoan, mình có thể sử dụng nó để đánh nhau. Cần đi xuống hang sâu hơn một xíu để tìm kim cương. Ôi chết rồi, cái con này nó không biết hành bờ đốc nữa rồi. Rồi phải uống cái này vô. Nhâm. Trời ơi, cho chúng ta than, bớt than đi nào. Labit thì sao? Ngay cả Labit cũng có thể biến thành block đấy. Boom, để coi thử. Vậy là chúng ta không thể nào uống được Labit. Mình nghĩ Resto cũng sẽ như Labit quá. Rồi xin vài cái vào đây. Chúng ta cần một cái nữa. Ngon. Sau đó chúng ta cần làm một cây cớp. Và boom, cướp sắt. Tụi nó có sắt luôn rồi kìa. Tụi nó có khá là nhiều sắt đấy. Đi đào. Ok, mình cũng phải tìm được mới được. Mình nghĩ là có khả năng cao tụi nó sẽ team up. Cách tốt nhất là chúng ta nên tìm kim cương nhanh nhất có thể đi chứ hả. Quả đây có vàng này, mình cần vàng. Đây là tầng trừ 15 rồi nên chắc chắn chỗ này sẽ có kim cương rồi mọi người ạ. Uống cái này vô. Boom. Ok, họ lại phun máu cái rồi. Mỗi lần uống cái lọ con heo là nó biến thành cục đá à? Hay thì cho mình xin 9 cục nha. Mình muốn thử coi 9 cục vàng nó cho mình cái gì. Kim cương đây rồi. Cho xin, chúng ta cần 9 viên kim cương để có thể uống vào block mới uống được nha. Mình sẽ cho nó một cách để có thể làm được. Kim cương này nữa rồi. Yes. Kim cương này nữa. Ok, tạm thời mình sẽ để cho cái này nung ở đây, mình đi tìm than mới được. Đây rồi, chúng ta sẽ hết khốn khổ. Kim cương này nữa. Yes. 1, 2. Nhiều quá, giật quá vậy. Lấy than. Lấy thêm ít sắt nữa. Boom, 9 cục. Yes. Nung thêm này nữa. Mình có thể đổi cái này ra một block. Thử xem nào. Yes. Chúng ta có được
sắt vàng. Để coi khả năng này là gì. Boom. Ôi giời, tăng máu nhiều quá. Nhưng mà hiệu ứng này dở, hiệu ứng này dở. Oh no, oh no, oh no, đồ mình hư, đồ mình hư. Ui shit, một cây rìu luôn. Bây giờ mình cần tìm đủ 3 cục kim cương nữa là được. Mình sẽ lại uống thêm một sữa con heo nữa để cho nó hồi máu liên tục. Ủa, mình thấy kim cương đằng kia. Đây, 1, 2, yes, còn một cái nữa thôi. Ui, my sharp, và ở đây có 2 viên kim cương. Ui, đúng rồi mọi người ạ. À, để có thể bất ngờ, mình cần phải để cái này ở khi đánh nhau. Yeah. Ok, chúng ta cần phải tìm 2 viên kim cương nữa để có thể làm được cây cúp kim cương. Bởi vì chúng ta cần cây cúp kim cương cho một thứ, đó chính là mặt trời và mặt trăng. Ý của mình đó chính là chúng ta có thể uống sữa từ mặt trời và mặt trăng luôn đó mọi người ạ. À, các bạn không tin được chuyện đó đúng không? Nói là bí mật nhưng mà nếu mà tụi nó để ý thì tụi nó sẽ làm được. Bởi vì mình có nói cho tụi nó trước rồi, chỉ là tụi nó có nhớ hay không thôi. Đây rồi, đây rồi, 2 viên kim cương. Thế là đủ thành cây cúp kim cương rồi. Cây cúp kim cương chính là chìa khóa để có thể đào được 2 cái block mặt trăng và mặt trời. Bởi vì chỉ cần boom, chúng ta có thể quăng cây cúp kim cương đi. Các bạn yên tâm đi, cây cúp kim cương này chỉ có thể sử dụng khi các bạn thấy được mặt trăng và mặt trời thôi. Mình sẽ ở đây để có thể nung hết tất cả mọi thứ, sau đó chúng ta sẽ lên mặt đất. Mình cần một bộ giáp và mình cũng cần vũ khí để đánh tụi nó. Ép sắt có vẻ là quá đủ rồi, cộng với cái việc mà uống nóc luôn một block sắt. Và chắc chắn rồi mọi người ạ, à, lát hồi mình sẽ lên mặt đất để có thể cho tụi nó thấy thế nào gọi là sức mạnh đúng không? Và boom, chúng ta có 2 sữa kim cương và sữa sắt. Ok ok, mình nghĩ là bây giờ mình có thể đào thêm tí sắt và chúng ta có thể lên mặt đất để nung rồi đấy. What the heck? Mình mém tưởng cái này là cái... Ui, nếu có đồ kim cương rồi. Mình không có đồ kim cương. No, no, no. Mình rất muốn sử dụng nước kim cương nhưng mà nếu mình xài cái này sẽ hơi khó. Mình sẽ lấy một cái sữa không khí nữa cái đã. Ok, chúng ta làm một bộ giáp nào. Bam. Đây. Mới là giáp sắt thôi, mới là giáp sắt thôi. Hù nhẹ mấy đứa em mà. Ok, và bây giờ máu của mình cũng gần tạch rồi nên nhanh chóng, nhanh chóng, nhanh chóng. Chúng ta cần phải tìm thêm sắt và hút ra khỏi đây. Bây giờ mình cần phải đi uống cái này để qua đây lấy sắt. Bay qua. Mình nghĩ là tụi nó sẽ có rất là nhiều giáp rồi đấy. Như đây là đủ, như đây là đủ. Đây, nung lên, than rồi, than thở rồi. Đây, 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 đây. Nung lên. Đây, một cái, hai cái, một cái mũ. Bam. Còn đúng một cái đôi giày nữa là được. Chia đây và đây. Mình cần lấy thêm xô không ta? Kiểu nhiều xô mọi người để có thể đi được cho thoải mái. Ok, Sky Mill là cái dễ dàng lấy nhất này. Boom, ok, uống lại. Và lên đây lấy, đào cái này. Ờ, vì sao cái xô là hơi bị ngon luôn. Ô, cái quyết định ít luôn hả? Là mình không đánh được cái gì luôn. Ô, oh, hơi đáng sợ đấy. Mình không nghĩ là mình sẽ không đánh được cái gì đâu. Cái quần, bam, yes. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên thôi. Uống cái này vô. Đi lên thôi. Yes, go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ok. Và bây giờ là mặt trời đúng không? Nếu chúng ta có thể, boom, thì cái này sẽ bắn vô cái mặt trời. Chúng ta sẽ lấy được block của nó đúng không vậy? Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Yes. Oh, và đây cũng là lúc mà mặt trăng xuất hiện. Nếu mà chúng ta quăng như thế này thì nó sẽ rớt ra cho mình. Ô, oh, cái gì nè mọi người? Block of moon. Ôi khoan, mặt trời đâu hết rồi? Ui, mình nhặt được 2 cái. Ok, nếu các bạn đặt block mặt trời ở đây, các bạn hãy để 2 cái bởi vì chúng ta có 2 block. Boom boom, chúng ta chuẩn bị xong rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ còn 2 phút thôi mọi người ạ. À, chúng ta hãy nhanh chóng lấy cái này, lấy sữa heo. Mình sẽ lấy sữa gà nếu mà mình cần thiết trong cái việc gì đó. Còn bây giờ thì chúng ta hãy nhanh chóng đi thôi. Tại sao mình không lấy bedrock? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Obsidian và bedrock nữa. Lấy, chúng ta phải tìm 2 cái đó chứ. Uống cái này đi. Đúng rồi, nếu mà mình lấy sữa đá. Sữa đá. Yep, sữa đá sẽ cho mình bảo vệ rất là mạnh. Mình cần tìm một cái hồ lava đâu đây? Yes. Đằng kia, rồi có hồ lava, chúng ta sẽ có thể sẽ có được obsidian. Chúng ta sẽ lấy sữa obsidian. Đây rồi. Đầu tiên lấy là cái sữa này là một. Còn bây giờ thì boom, obsidian meal. Như thế này là đủ. Chúng ta lấy 2 cái cục này. Cái cuối cùng sẽ là bedrock, bedrock, bedrock. Đây rồi, cái hai con ăn mình. Ôi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đào thẳng một đường xuống nào. Bedrock đây rồi. Boom, yes, sữa bedrock. Mình không biết sữa bedrock sẽ cho mình cái gì nhưng mà mình sẽ lấy ít nhất là 2 cái. Ok, lấy 3 cái luôn. Ok, chúng ta bắt đầu thôi nào. 3 2 1 bắt đầu. Sao tụi nó đi chung vậy? Ê, sao đi chung vậy bro? Đi chung à? Biết đâu. Ok, ok, anh có cái này rất là hay. Nhưng mà từ từ. Oh, oh, oh. Anh có bedrock. À, anh bất tử rồi. Ok, chúng ta lấy big meal, big meal, big meal. Ok, bye bye, bye bye. Mày, mày ở bưởi. Ok, okay. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Bye bye, xì dây dây. Anh không bay được nữa. Thế thì anh uống sữa, sữa mặt trăng. Anh có được sữa mặt trăng. Anh có được. Và đây là sữa mặt trời. Yeah. Sao mình bị giết bao nhiêu đứa vậy? Ơi, vậy còn hai đứa kia dưới à? Anh bảo chết bởi hai chi mà. Ủa, sao anh chết được hay vậy? Không biết. What the heck? Sao hai chi thắng? Anh chẳng biết luôn. Lợi quá anh ơi. Anh bảo uống cái gì mặt trời vô đúng không? Sao em nổ em chết luôn. Uống sữa mặt trời. Đâu làm lại coi. Boom, 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 boom. Để uống sữa mặt trời. Ok. Đây là mặt trăng. Nhưng mà đâu là mặt trời rồi? Không có mặt trời anh ơi. Ủa, chết rồi. Ơ, đây là mặt trời đây nè. Khoan, nếu chúng ta uống lại thì sao nhỉ? Đó là bình thường. Tại sao? Ủa mọi người, ơ, đâu nổ đâu. Ơ, boom. Cái này là cái này là quân chơi. Ok, hy vọng các bạn sẽ ấn nút đăng ký giúp mình.
minh. Mình không biết tại sao nó thể nổ được luôn á. Thử xem nha. Boom. Ở đây coi. Boom. Tại sao nó nổ? Oh my god. Oh my god. Ui, cái pha hồi nãy là em có thể thắng nếu em xài cái này đấy. Trời ơi.